Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần 50 năm, trong những ngày Mỹ giải bom B-52 xuống Hà Nội, những người làm báo Nhân dân đã làm báo trong điều kiện hết sức khó khăn, dưới căn hầm trú ẩn. 12 số báo trong 12 ngày đêm năm 1972 đó đã đi vào lịch sử của những người làm báo Đảng, là minh chứng cho tinh thần thép quả cảm của những nhà báo thời chiến. Thủ đô chú ý, hiện nay đã có báo động, đồng bào cần bình tĩnh và nhanh chóng vào hầm trú ẩn. Đây là âm thanh quen thuộc, thỉnh thoảng lại vang lên trên nhiều tuyến phố của Hà Nội những ngày cuối tháng 12 năm 1972. Những ngày tháng mà nhân dân thủ đô Hà Nội đã viết lên bản anh hùng ca Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Báo Nhân dân ở thời điểm thủ đô là tọa độ lửa, tòa soạn xẻ đôi, nhà in chia nửa, một tổ phóng viên mặt trận của Hà Nội nhanh chóng được thành lập, gồm nhà báo Phạm Thanh, Trần Quỳnh, Đỗ Quảng. Lúc ra làm báo rất khẩn trương, mình biết mình đi thì đi thôi. Trong người chỉ có một quyển sổ tay, mấy bút đi bên Hồng Hà, máy ảnh thì cũng chẳng có. Thế nó không phải như cơ hội bây giờ. Chúng tôi đến ghi chép lại. Về cái thì là lấy mấy tờ giấy xong kê luôn đầu gối, ngồi ngay ở một góc hầm nào đấy. Qua nhà ngồi viết, không bao giờ để sống nó hạnh phúc mà dù rất gian khổ. Để đảm bảo an toàn cao nhất cho mọi hoạt động phát hành của tờ báo Đảng trong những năm tháng sụp sôi đó, hai căn hầm trong khuôn viên trụ sở báo Nhân dân được huy động. Một căn hầm, chỗ nhà truyền thống bây giờ, dùng cho ban biên tập mà thời đó là tổng biên tập Hoàng Tùng duyệt tin bài. Một căn hầm ở một ngân hàng hiện nay thì dành cho ban thư ký. Làm báo trong điều kiện nhiều thiếu thốn, dưới hầm tránh bom, nhưng 12 tờ báo Nhân dân vẫn ra đều đặn, minh chứng hùng hồn cho sức chịu đựng ghê gớm của mọi người làm báo dưới hầm B-52. Mỗi bài viết, mỗi tấm ảnh, mỗi cái tin trong 12 ngày đêm đăng trên báo Nhân dân đã đi vào lịch sử như bài xã luận Hà Nội, thủ đô của phẩm giá con người của nhà báo thép mới đã lay động trái tim yêu hòa bình của mọi người trên toàn thế giới. Trong hơn 40 năm làm công tác ở báo Dân thì đấy 12 là cái thời gian làm việc nó gây ấn tượng sâu sắc nhất, kỷ niệm sâu sắc nhất, đẹp nhất của cái đời làm báo. Dưới làn bom đạn, dưới tọa độ lửa, nhưng mà Tổng biên tập Hoàng Tùng đã đích thân chỉ đạo để ra được 12 cái số báo. Đây chính là một cái vết son của lịch sử của báo Nhân dân, khẳng định vị thế của tờ báo Đảng trong hơn 70 năm tồn tại và phát triển. Những cái di tích lịch sử này thì sẽ là những bài học rất quý báu về truyền thống của những người làm báo Đảng. Năm 2012, Ban biên tập báo Nhân dân quyết định cải tạo, nâng cấp căn hầm trong tổng thể nhà truyền thống để tiếp tục lưu giữ một dấu son truyền thống của những người làm báo Đảng. Điều quan trọng nhất khi cải tạo chính là gìn giữ nguyên trạng của căn hầm. Toàn bộ căn hầm đấy thì vẫn được giữ nguyên, chỉ có bóc đi những cái lớp vữa mà đã không đảm bảo về chống thấm, chống ẩm và quét sơn lại để đảm bảo cho nó chống ẩm và làm cái hệ thống thông gió, chống ẩm, hút khí. Đã gần 50 năm trôi qua, sau những ngày làm báo vất vả mà anh hùng dưới căn hầm truyền thống báo Nhân dân, những người làm báo Đảng hôm nay vẫn mãi luôn có niềm tin, niềm tự hào. Mình là phóng viên của báo Nhân dân.